Tại tỉnh Phú Yên, thị xã Sông Cầu nằm ở phía bắc tỉnh, tiếp giáp với Bình Định, được xác định là nơi sẽ bị ảnh hưởng nếu bão số 4 đổ bộ vào đất liền. Bởi đây là thị xã ven biển và lại là địa phương có vùng nuôi tôm hùm trên biển lớn nhất của cả nước. Và ngay khi có thông tin về bão, địa phương này đã tập trung triển khai các biện pháp cấp bách để ứng phó. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Sông Cầu chủ động các phương án ứng phó nhất là với phương án neo đậu tàu thuyền tại khu vực neo đậu gia cố chằng trống lồng bè nuôi trồng thủy sản. Vận động nhân dân thu hoạch thủy sản nuôi đã đến kỳ xuất bán và di chuyển lồng tôm ở các vùng biển hở, vùng dự kiến sóng lớn ở các vùng kín gió. Đặc biệt sơ tán toàn bộ người dân trên các bè nuôi trồng thủy sản, không cho người ở trên tàu thuyền các khu vực dân cư nguy hiểm có khả năng bị sóng biển đe dọa. Còn tại huyện Tuy An, huyện ven biển tiếp giáp với sông Cầu, đến trưa 26 tháng 9 toàn bộ hơn 1.000 phương tiện tàu thuyền, trong đó có 81 phương tiện khai thác xa bờ với trên 420 lao động tại địa phương đã vào bờ tránh trú, đảm bảo an toàn. Chính quyền các xã vùng ven biển, ven đầm cũng yêu cầu ngư dân hạ thấp trên 2.620 lồng bè nuôi trồng thủy sản, triển khai các biện pháp gia cố, đảm bảo an toàn đê, kè, hồ đập, công trình xây dựng đang thi công dở dang, các tuyến đê kè biển, cửa sông và các hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn sẵn sàng sơ tán khoảng 442 hộ dân với gần 1.120 nhân khẩu tại các khu vực nguy hiểm như chiều cường sạt lở đất khi có tình huống xấu xảy ra.